Lại Văn Hy tiết lộ lý do hay ở ẩn, Bạch Lộc bất ngờ bị réo tên. Lại Văn Hy tuyên bố không tham gia các chương trình giải trí để tập trung diễn xuất. Gần đây, sự nổi tiếng của Trường Nguyệt Tấn Minh đã giúp tên tuổi của Lại Văn Hy và Bạch Lộc nhận được nhiều sự chú ý của người hâm mộ hơn. Loạt phát ngôn của Lại Văn Hy cũng bị nhiều người soi kỹ lưỡng hơn. Theo đó, khi được hỏi tại sao không tham gia các chương trình giải trí, nam diễn viên chia sẻ rằng mình rất ít khi xem các chương trình nên thực sự không biết cần phải làm gì nếu tham gia. Hơn nữa, Lại Văn Hy cũng muốn tập trung trao dồi diễn xuất, muốn khán giả nhớ tới mình qua các tác phẩm chất lượng. Suy nghĩ này của Lại Văn Hy làm mất lòng một bộ phận người hâm mộ của nghệ sĩ khác, đặc biệt là Bạch Lộc, bạn diễn gần đây nhất của nam diễn viên. Được biết, Bạch Lộc là người năng động, thường xuyên tham gia các chương trình giải trí. Nữ diễn viên cũng rất sẵn lòng tương tác với Trương Năng Hách để quảng bá phim Mặc Nùm Xùm Tình Cảm. Người hâm mộ cho rằng việc tham gia các chương trình một phần để tăng nhiệt cho phim mới, một phần là để kéo gần khoảng cách giữa minh tinh và người hâm mộ, và lại không phải ai chăm đi sâu cũng là lo rời biếng diễn xuất. Trường Nguyệt Tấn Minh đã kết thúc với lượng xem và thành tích khả quan, dù vướng phải nhiều tranh cãi nhưng độ hot của cả phim trong hè này không phải bàn cãi. Cả Lại Văn Hy và Bạch Lộc đều được khán giả đánh giá diễn tròn vai, thu về lượng fan không nhỏ.